Mọi người tránh dù hả? Bệnh hả? À, nhà em có bạt này chứ. Không có. Nước dưới cũng được. Nước được cái này, bỏ nước cuối cùng được, một lớp nước cuối cùng được. Một lớp nước này, nước dưới cùng đi. Để chờ thiệt. Cho nước lên trước đây mấy bạn, lọt một lớp dưới. Ơ lọt nước một lớp dưới cho đỡ bệnh á. Quá kinh khủng. Cứ nghĩ là hai xe là đủ nhưng mà bây giờ đã điều động chiếc xe thứ tư. Nhưng mà trong chiều nay là cả đầu cầu Quảng Trị và Đông Hà là tổng sẽ di chuyển ra miền Bắc 7 chiếc. Chị Ní ơi, chị Ní nấu bệnh sống chưa? Mái cánh hỗ trợ chờ không? Mái cái nào chờ không nghe chị Ní ơi, bị bệnh chính chứ à? Quá kinh khủng. Trong vòng một ngày từ 8 giờ sáng nay. Không biết là bà con ngay ai nói mà biết chỗ tập kết hàng ở đây cho nên là bà con chở hàng tới quá nhiều. Cái này giờ là đã lên xe 3 chuyến rồi. Và bây giờ phải xin thêm một chiếc từ xe Tân Quang Dũng. Bình chứ chị nó dạ ok, mai chờ được chị, mai một bên có hàng có xe rồi. Cả chị thấy không, xe kinh khủng, xe mười mấy mét hả, xe mười mấy mét dài đi, xe to dễ sợ này. Gạo, nước, bánh, sữa, xúc xích, nước giặt, xà phòng, rồi xà bông tắm, rồi bánh xúc xích, mì tươi, rồi xúc xích, thịt hộp, cá hộp, lương khô. Trời, rất là nhiều luôn. Nhiều kinh khủng. Nhiều ý, cứ bốc mãi. Bốc xuống là họ chờ tới thêm. Rồi áo quần thì bao gồm cả hàng mới và hàng cũ. Nhiều dễ sợ chưa? Mọi người thấy không? Cửa hàng nhà em là kín mít luôn. Khi từ lúc 8 giờ chưa? 8 giờ là người ta đã chờ, ba con đã chờ nhu yếu phẩm tới rất là đông rồi. Có nhiều bạc chờ tới một cái mì tôm, là nhiều bạc chờ qua một cái áo pháo thôi. Nhưng mà thấy rất là trân trọng, rất là tuyệt vời luôn. Tình cảm quá tuyệt vời. Trời ơi, áo pháo này mình chờ một ngày mà lẽ không? 3 chiếc xe, 4 xe. Không, mà đi phải nhấn phải kịp thời. Phải nhấn mới kịp cho ba con miền Bắc. Bé ơi, bé nói cú nợ có chuẩn bị 5 giờ mà đi nhé. Em về hả? Ừ, hai chị em 5 giờ lên lên cho nó. Anh chị em nào rảnh thì quá 14 Nguyễn Huệ phụ cho mọi người một tay nhá. Rồi, một xe đã chạy trước này. Đi phải vào chở thêm áo pháo ở trong kia. Còn bây giờ còn 3 xe ở lại nhá. Một xe mới chạy xong, bây giờ còn 3 xe. Lúc đầu là đoàn dự định đi 2 xe. Nhưng mà bây giờ nhu yếu phẩm của ba con chở tới nhiều quá. Cho nên là số lượng xe bây giờ là lên tới 7 chiếc. Nguyên một xe này là hàng của công ty Nhung Cao này. Rồi. Riêng cái xe hàng này là một cái xe hàng riêng hàng của công ty Nhung Cao hỗ trợ miền Bắc mọi người nhỉ. Đây xe nhỏ này, xe này là hình như xe 4 tấn. Đó, một cái xe này là của công ty Nhung Cao hỗ trợ nguyên xe đó. Còn những cái xe này là của anh chị em bạn bè rồi khách hàng của áo dài Nhung Cao đã ủng hộ
cả tiền và cả hiện vật. Hiện vật thì bây giờ là nhu yếu phẩm là chủ yếu. Đấy mọi người thấy nhiều chưa? Bây giờ là ba chiếc xe nhỏ đây hết chỗ rồi, bây giờ phải cho thêm một chiếc xe to. Ở đầu cầu ở thị xã Quảng Trị chúng tôi có thêm ba chiếc xe cũng chuẩn bị di chuyển. Tổng ngày hôm nay sẽ đi ra tỉnh Tuyên Quang là 7 chiếc xe nhá. 7 xe hàng. Anh em là bốc hàng sẽ khi 1 giờ đến giờ. Từ 1 giờ chiều. Đừng xếp cao, xếp tâm nữa là nhiều dễ xây chứ. À hôm nay đoàn chúng tôi là cũng mua được thêm rất là nhiều đèn pin và đèn tích điện. Đèn đó là chỉ cần bật quá đấy. Hai đợt đi. Đèn đó chỉ cần là bật lên thôi là sáng thôi. À pháo này. Ở pháo là bây giờ gần 300 cái. Dạ cảm ơn chị Gia Linh. Nói chung là mọi người ai cũng muốn hỗ trợ hết nhưng mà phải nhấn mới kịp thời mọi người ơi, vì đây từ đây mà ra Tuyên Quang là phải hơn một ngày, có khi phải hai ngày. Bây giờ mà tiếp cận cả cái tỉnh phía Bắc, đâu câu ở phía Bắc là phải 2 ngày đó mọi người, vì đi nó đường nó dài mà nó khó khăn lắm. Cho nên nếu mọi người có tinh thần hỗ trợ quê hương thì mọi người nhớ hỗ trợ sớm nhá. Hỗ trợ đâu cũng được. Nói chung phải nhanh, khẩn cấp, khẩn trương. Chứ con xe mà di chuyển ra nữa là lâu lắm. Có khi phải 2 ngày, hơn 2 ngày, 3 ngày mà tới nơi. Bây giờ là bà con rất là cần những cái thực phẩm ăn liền, ví dụ như bánh rồi xúc xích rồi lương khô rồi nước để uống đấy. Bốc hàng mà từ 1 giờ đến chưa cả chị, hàng nhiều, hàng chiều nay phải mấy chục tấn, gần 30 tấn đó. Cái chiều như bốc mãi đó, bốc xe đi có xe khác, nói là 2 xe nhưng mà bây giờ là 4 xe rồi, ở trong thị xã Quảng Trị 3 xe nữa là 7 xe, hàng dữ thiệt. Dạ bệnh đông này, bệnh với lương khô, bệnh với lương khô. Hành bên đấy, hành lên nữa đó, hành lên quán đó, rồi nào đó, hành đi nữa đó. Cái đâu áo quần chạy đi hết không? Chạy đi hết không? Hết chứ. Chạy đi nó là hết. Chạy nó mày mày tỉnh lắm á. Chạy đi nó là hết. Ừ, hết. Là 4 xe hay chạy tối nữa nè. Ở đây 4 xe con trong thì sao còn trừ 3 xe là 7. Cho cái đồ bệnh cho nó lấy được cái áo pháo sau nhà con sức có đôi. Đoán được rồi. Đây. Xong rồi nói để quạt cho nó hết. Mày cái đồ cho. Vừa vừa em này, em qua lại em kéo cái bao gạo của mấy nét cho con. Lương khô này. Toàn mua loại ngon hết nghe. Bệnh không mua loại bệnh tươi ăn được trong 2 tháng. Đạt rất là lâu. Được giặt xà phòng tắm, thuốc. Sáng nay là có đi thuốc rất là nhiều, thuốc đau bụng, thuốc sốt, thuốc cảm cúm. Nói chung là khẩn cấp nhất là nước đó. Vì bây giờ tất cả là điện và nước rồi. Đều tê liệt. Thích
cao quá. Rồi em có mua 200 cái bóng tích điện đó. Không, lấy có tích điện đấy không? Có 200 bóng tích điện đấy đó. Không, thì là bật cái là sáng thôi. Sạc máy ạ. Sạc không, bấm mua chừng ngờ. Mua một cái nặng lắm. Không, mua một cái máy bỏ nó sạc cho họ tới đó họ sạc. Thì nếu như mà sạc thì mấy bọn em có rồi. Đặc điểm của bọn em là nếu có hỗ trợ họ sạc điện đó thôi. Dạ. Hỗ trợ một ngàn. Ơi. Không bóc hết than lên đi. Ừ. Cái xe là được mà. Thì cứ bóc tới ngang hơn tỉnh ngang đi. Mà ưu tiên bóc phía ngoài đi trước đi cơ. Đó tối á chư cho nội. Dạ, gắn đấy gắn hết đấy. Hết. Có trong nợ tiền sắc. Vâng, coi như thế để bữa khác đi. Ui, chứ còn nhau họ mất nhau họ để cũng ban mất trộm dạ. Rồi thì bóc cái ngoài trước. Thì bóc ngoài trước đi. Bóc ngoài trước đi đã. Rồi rồi bóc cái bánh kẹo đôi lối lên trên cái này. Chưa đúng rồi, là phải thả xe như đó. Chứ xe nên là đi mô rồi nè, coi đúng rồi. Không phải tuyên quang mà xe. Không, cũng tuyên quang. Tuyên quang. Em điền bên chỗ xe. Chưa có cái chiếc xe nữa thế. Xe nó đã tới mới đó, xe chính tỉnh đã tới mới đó. Xe nó xe riêng của mình gọi mà. Không, xe nó cổ bên đi. Tên Mơ Dung. Tên Mơ Dung là mấy bạn nó gọi. À, phải không hả? Không phải. Bên đây lại ai gọi em? Bên này ai gọi em? Ai gọi Đức? Tỉnh Quang Dung là... Bên Mỹ gọi. Đó, Mỹ gọi, đúng Mỹ rồi. Gọi à? Nhưng phải xe sửa đi à? Ừ. À là cùng một xe này đấy đó. Cũng nửa đứa con đáng ở vô lính nữa. Rồi thì đăng lên đi, có hồi xe mô, có sẵn xe, xin thêm một chiếc nữa. Xe đi tính con dùng con đó nhá. Còn pin này, còn pin này, xe còn pin nữa nhá. Còn pin mà còn tỉ, con rác bấm nó còn pin nữa. Điền xe tính con dùng con xe con ấy. Anh Tiến ha, hỏi ra coi con xe con cho thêm xe nữa. Giời ơi. Hàng nhiều thế. Lương khố rồi thấy được. Nhung ơi, mà chắc 4 tiếng đấy, 4 tiếng mà con chưa xong này. Để coi đó. Mọi người ơi, có đơn vị nào hỗ trợ xe nữa không? Cho em xin thêm chuyển xe nữa với. Trời ơi, hàng nhiều quá. Từng là một tráng đủ rồi. Mọi người ơi, có biết ai hỗ trợ xe đi miền Bắc không mọi người? Tìm nào cũng được. Cho em xin một chuyển xe nữa nhá. Kẹo bây giờ hàng nhiều quá, 4 xe rồi mà không có đủ. Đáng lại 2 xe mà bây giờ xin tới 4 xe rồi này, mà nhưng bây giờ vẫn còn thiếu xe. Anh chị này, em nào biết có xe chở miễn phí không đông thì cho em xin số điện thoại nhá. Ừ, hết đi. Xin tiếp xe đi anh, đáng xin tiếp xe đi. Ôi ảo cân nó cân nắm đỏ. Không hò cân đấy chứ. Ảo cân nó có mãng không?
chứ có mang dẹp cũng đó. Tình hình như này phải 6 giờ xe mới đi. Bắt sống ở đó. Lại sáng nổi. Anh Điền ha ơi. Điền đôi bên chỗ Việt Hồng Chính cho em mấy cái ít người quá. Ừ. Bóc bóc phu cái cho kịp cho tối. Việt Hồng Chính. Mô. À được à? Phải không? Đấy mô mà đấy. À đó rồi à, máu à. Chị ơi, cho thêm 5-6 người này đi, cho máu cái. Để chiều đi cho kịp cái. Rồi, hy vọng chiều nay sẽ được lên đường hết. Nước giặt, nước giặt. Mà đang bóc hết ngoài này đi đã. Ờ, rất là, được con 4 thùng thôi, 5 thùng lương khô thôi. Ừ, hơi đóng đời xe lâu quá về rồi. Em mới thung được mặt em nhẹ đấy, thùng thuộc đấy. Em bước vào thử nhà có. Ờ, ờ được, được, bước đi. Ờ, cho lên đi, thuộc tí đâu. Thuộc tí đâu, bùng nô đô. Lưỡng khổ thì nhẹ rồi. Thôi có mấy thằng nó ghim tới bóc nhánh này nên về cha nhẹ hả. Mì tôm, mì tôm. Thì cũng bỏ ra cho họ mang đấy, không có đồ mang. Hết đồ nhà rồi. Heo, heo, heo hộp, heo hộp. Heo hộp. Có bấm vệ sinh đây đủ đến đấy. Thank you.
Ờ, đèn pin nhà đó. Bóc hàng mà từ một giờ giờ dạ tối chiều nếu mà không bóc hết là tối phải ngủ ngoài đây để trừ đô này. Dạ yeah, có hôm nay có tình nguyện viên. Nước này nước anh chị. Ừ. Dạ. Chứ đừng nói hết. Em ưu tiên phía ngoài thì được đi. Còn trống đi thì lỡ bọc không thể thì con lại. Bọc ngoài kìa đã. Lỡ không thể thì tròn đi con để đây được. Ừ, không kịp thôi. Bùng trong đi riêng được. Phía ngoài trước đi đã cú ơi. Em ơi, phía ngoài trước đi đã. Còn phía trong đi thì không kịp thôi, mai được. Không đủ. Không đủ xe. Chứ đó không phải bóc vốn nha, chứ bỏ đang đi được. Em đăng lên mạng có thử có chuyến xe mới nữa. Đăng lên mạng có chuyến mới nữa. Tình mô được. Lâu sao? À. Thì đấy em nói lên chắc hết thì chị nói muốn chắc cho hết luôn cái tối phải búng vô là mệt đó. Có tối phải búng vô nữa mệt. Chị là coi có xe mô đang đi nữa. Để chị đăng lên mạng coi có xe mô đi cho. Rồi chào mọi người nha. Để em tìm thêm xe bốc hàng đã. Giờ có nha.